chào các anh. Hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp những sản phẩm chân kèn và giá nhạc của hãng K&M, xuất xứ từ Đức. Bên đây em đã để sẵn. Chân loại này dành cho alto. Soprano. Và tenor. Kèn thì anh em chất liệu là bằng kim loại, chân đế thì cũng phủ một lớp cao su chống trượt và có thể lắp lại bỏ vào lo kèn để tiện lợi khi di chuyển. Và bên đây sẽ là tên kèn dành cho trombone. Bên đây sẽ là chân dành cho kèn saxophone soprano hẳn. Và đây là chân dành cho sáo flute. Đây sẽ là khay đựng nhạc cụ, sản phẩm mới của Derek. Và đây sẽ là chân dành cho kèn saxophone alto. Đây sẽ giới thiệu cho anh chân dành cho kèn clarinet. Những loại chân này có thể xếp gọn lại và bỏ vào chung với túi đựng kèn, rất tiện lợi. Đây kèn cubo.
tất cả đều là một hãng khe đen xuất xứ từ Đức. Anh nào có cần thêm chi tiết về chân kè nào thì cứ một lần em sẽ trả lời trực tiếp hoặc là em sẽ nhắn tin. Còn đây là một cái bích chì có một cục nam châm sẽ hít vào thân của giá nhạc hoặc là tiệm kè. Đây sẽ là cái giá nhạc kèn em. Đây sẽ là đèn gắn lên giá nhạc biểu diễn. Ở đây sẽ là dây đeo kèn trumpet sản phẩm mới. Rất gọn là rất là tiện lợi. Giới thiệu tiếp dù rum chích và hãng Adam và hãng Menor. Đây sẽ là dù dành cho đàn marimba. Đây sẽ là dù dành cho đàn xylophone. Mushroom mã D2 là một cặp
Derek mới nhập về từ Tây Ban Nha, hãng Paco Castillo. Model này sẽ là Classic 201. Đây là những loại dâm sậy dành cho kèn saxophone thương hiệu Macca. Ampiboli chất liệu nhựa của hãng Silverstein.
sẽ là dăm le ghe, chất liệu nhựa, xuất xứ từ Canada. Và hôm nay em xin phép dùng livestream ở đây để đi xử lý những đơn hàng cho khách và gửi cho khách. Xin chào và hẹn các anh ở livestream lần sau. Việt.